sức mạnh không đến từ kiến thức được lưu giữ mà từ kiến thức được chia sẻ chúng tôi nhận được sự thoải mái từ những người đồng ý với chúng tôi nhưng chúng tôi chỉ nhận được sự phát triển từ những người không đồng ý với chúng tôi nếu như bạn làm rối tung mọi chuyện lên thì đó không phải lỗi của bố mẹ bạn thế nên đừng có mà ca thán về lỗi lầm của bạn hãy rút kinh nghiệm từ chúng ở trường học có thể không có người thắng kẻ thua nhưng ở trường đời thì không phải vậy ở một số trường học người ta còn hủy bỏ những điểm rớt và cho bạn cơ hội để giành điểm cao trong cuộc sống thực không bao giờ có chuyện như thế giá trị của sự cần mẫn nằm ở chỗ nó tích tụ mầm mống cho những điều may mắn càng chăm chỉ bao nhiêu tôi càng được may mắn bấy nhiêu. Tất cả chúng ta đều cần người khác nhận xét về mình, đó là cách chúng ta phát triển. Hãy đối xử tốt với những kẻ mọt sách, rất có thể bạn sẽ làm việc cho một trong số họ cho dù đó là Google, Apple, hay phần mềm miễn phí chúng tôi đều có những đối thủ cạnh tranh tuyệt vời và điều đó khiến chúng tôi luôn cố gắng kết nối mang lại sự minh bạch cho chính phủ giáo dục và y tế tốt hơn. Nghiên cứu cho thấy rằng chỉ có một nửa sự khác biệt về thành tích của học sinh giữa các trường so với giữa các lớp học trong cùng một trường nếu bạn muốn con mình có được nền giáo dục tốt nhất, điều quan trọng hơn là phải giao con cho một giáo viên tuyệt vời hơn là một trường học tuyệt vời. Những nhà từ thiện tuyệt vời nhất chính là những người đang có nhiều hy sinh. Tôi tin rằng lợi tích đầu tư ở người nghèo cũng thú vị như những thành công đạt được trong lĩnh vực kinh doanh và chúng thậm chí còn có ý nghĩa hơn chúng ta làm cho tương lai trở nên bền vững khi chúng ta đầu tư vào người nghèo chứ không phải cố chấp vào sự đau khổ của họ. Người Mỹ muốn học sinh nhận được nền giáo dục tốt nhất có thể chúng tôi muốn các trường học chuẩn bị cho trẻ em trở thành công dân tốt và là thành viên của một nền kinh tế Mỹ thịnh vượng tôi học mọi thứ nhưng chưa bao giờ đứng đầu nhưng ngày nay những người đứng đầu các trường đại học tốt nhất là nhân viên của tôi theo quan điểm của tôi đầu tư vào thư viện công cộng là đầu tư cho tương lai của quốc gia tôi không cạnh tranh với bất kỳ ai ngoài chính mình mục tiêu của tôi là cải thiện bản thân liên tục Hoạt động từ thiền hiệu quả đòi hỏi nhiều thời gian và sự sáng tạo, cũng giống như sự tập trung và kỹ năng mà việc xây dựng một doanh nghiệp đòi hỏi. Nếu bạn nghĩ giáo viên của mình là người khó tính, hãy đợi cho đến khi bạn có một ông chủ. sự đổi mới đang phát triển với tốc độ nhanh đến đáng sợ, đừng so sánh bạn với bất kỳ ai trên thế giới này nếu bạn làm như vậy bạn đang tự xúc phạm chính mình chúng ta phải đầu tư rất nhiều tiền vào việc thay đổi hành vi ý tưởng người giàu giúp đỡ người nghèo tôi nghĩ nó thật quan trọng truyền hình không phải cuộc sống thực tế ở ngoài đời mọi người thực ra phải rời khỏi quán cà phê để đi làm công nghệ chỉ là một công cụ để bọn trẻ cùng nhau làm mọi việc và thúc đẩy chúng phát triển. giáo viên là quan trọng nhất cuộc sống không được chia thành các học kỳ bạn không được nghỉ hè và rất ít nhà tuyển dụng quan tâm đến việc giúp đỡ bạn hãy tự tìm chính mình. nếu bạn sinh ra trong nghèo khó đó không phải là lỗi của bạn nhưng nếu bạn chết đi trong nghèo khó, đó chính là lỗi của bạn. Hy vọng là một dạng chân lý hạng nhất, nếu mọi người tin vào điều đó, đó là sự thật. Kiên nhẫn là yếu tố quan trọng của thành công. Để thắng lớn, đôi khi bạn phải chấp nhận rủi ro lớn. Một quy tắc mới cơ bản cho kinh doanh là Internet thay đổi mọi thứ. Kinh doanh là một trò chơi kiếm tiền với ít quy tắc và nhiều rủi ro. Nếu bạn không thể làm việc gì đó tốt, ít nhất hãy làm cho nó trông đẹp. Tôi thực sự có rất nhiều ước mơ khi còn nhỏ, và tôi nghĩ phần lớn điều đó đến từ việc tôi có cơ hội đọc nhiều. Mọi người đều cần một huấn luyện viên không quan trọng bạn là vận động viên bóng rổ, vận động viên quần vợt, vận động viên thể dục hay vận động viên đánh cầu. Tất cả chúng ta đều cần những người sẽ cho chúng ta phản hồi đó là cách mà chúng ta cải thiện. tôi chọn một người lười biếng để làm một công việc khó khăn, bởi vì một người lười biếng sẽ nghĩ ra cách dễ dàng để thực hiện điều đó ăn mừng thành công là điều tốt nhưng điều quan trọng hơn là hãy chú ý đến những bài học từ sự thất bại. Thành công là một người thầy tồi nó dụ dỗ những người thông minh rằng họ không thể thất bại: cho dù tôi đang ở văn phòng, ở nhà hay trên đường, tôi luôn có một chồng sách mà tôi muốn đọc. Ai là người quyết định những gì trong Windows chính là những khách hàng mua nó. Một chiến lược tồi sẽ thất bại cho dù thông tin của bạn tốt đến đâu và việc thực thi sai lầm sẽ cản trở một chiến lược tốt. Thành công của chúng tôi bắt đầu dựa trên mối quan hệ với đối tác trong kinh doanh, ý tưởng đo lường những gì bạn đang làm chọn các phép đo có giá trị như sự hài lòng của khách hàng và hiệu suất. Hãy phát triển ở đó. Chúng ta luôn đánh giá quá cao sự thay đổi sẽ xảy ra trong 2 năm tới và đánh giá thấp sự thay đổi sẽ xảy ra trong 10 năm tới. Đừng để bản thân bị ru ngủ trong tình trạng không hành động. Những khách hàng không hài lòng nhất về bạn là nguồn học hỏi lớn nhất dành cho bạn. Nếu việc kinh doanh của bạn không được đưa lên Internet thì việc kinh doanh của bạn sẽ sụp đổ. Internet trở thành quảng trường cho ngôi làng toàn cầu của tương lai tôi không biết nên trở thành tôi chưa biết. Con người luôn lo sợ sự thay đổi, chẳng phải tất cả mọi người cũng đã từng sợ điện khi nó được phát minh ra, có phải không trước khi bạn ra đời bố mẹ của bạn đã chẳng đáng chán như bây giờ bố mẹ đã trả những hóa đơn của bạn giặt dụ quần áo bạn sạch sẽ và lắng nghe bạn kể xem bạn sành điệu như thế nào vì vậy trước khi phàn nàn bố mẹ điều gì thì hãy dọn dẹp phòng ngủ của bạn cho ngăn nắp đi đã những nhà từ thiện tuyệt vời nhất chính là những người đang có nhiều hy sinh tầm nhìn mà không được thực thi thì chỉ là mơ mộng hảo huyền mà thôi. Điều trị mà không phòng ngừa đơn giản là không bền vững. Thường thì bạn sẽ không thể trở thành CEO nếu chỉ mới tốt nghiệp trung học. Nhưng khi bạn đã trở thành một CEO thì không còn ai để ý là bạn mới chỉ tốt nghiệp trung học nữa. Khi đi học, bạn đứng thứ mấy trong lớp cũng không phải là vấn đề quan trọng, nhưng khi đã bước chân ra xã hội thì mọi việc lại không đơn giản như vậy. Dù đi đâu hay làm công việc gì, bạn cũng nên tạo đẳng cấp cho mình. Mọi người sẽ không bao giờ ngó ngàng đến lòng tự trọng của bạn, điều mà họ quan tâm chính là thành tựu mà bạn đạt được. Do đó, trước khi có được những thành tựu, bạn đừng nên quá chú trọng hay cường điệu lòng tự trọng của bản thân mình. Khi bạn có tiền trong tay, chỉ có bạn quên mất mình là ai, nhưng khi bạn không có đồng nào, cả thế giới sẽ quên đi bạn là ai. Đó là cuộc sống. Nếu bạn quay trở lại năm 1800, mọi người đều nghèo, ý tôi là tất cả mọi người cách mạng công nghiệp bắt đầu và rất nhiều quốc gia được hưởng lợi nhưng không có nghĩa là tất cả mọi người thế giới vốn không công bằng bạn biết điều này chứ dù bạn có nhận thấy sự bất công trong xã hội hay không thì cũng đừng hy vọng làm thay đổi được nó việc cần làm là hãy thích nghi với nó sự phân biệt đối xử với các tầng lớp khiến cho người thiểu số khó đứng lên thật khó để cải thiện giáo dục công dân đó là điều rõ ràng cuộc sống vốn không công bằng hãy tập quen dần với điều đó tôi hy vọng một ngày nào đó mọi người có thể làm được điều gì đó với cuộc sống của họ phụ thuộc vào tài năng và mức độ họ sẵn sàng làm việc hơn là nơi họ sinh ra nếu bạn tin rằng mọi cuộc sống đều có giá trị ngang nhau thì thật khó hiểu khi biết rằng một số mạng sống được coi là đáng để cứu và những mạng khác thì không. Nếu bạn lấy của những người giàu nhất và chia cho những người ít giàu nhất thì đây là một điều tốt, cuộc sống bắt đầu cân bằng cảm ơn các bạn đã xem video hôm nay đừng quên bấm nút đăng ký kênh và bật thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nào từ chúng tôi hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo